cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với chương trình chia sẻ của Kim Minh nha. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một cái tiêu đề về cuộc sống ở bên Mỹ này. Và người cái tiêu đề đó mình sẽ đặt cái tiêu đề đó là người Việt ở hải ngoại khổ nhưng về Việt Nam làm sang. Thì cái chuyện này là nó như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ dùng cái góc nhìn của mình ở một cái người đang sinh sống ở trên một đất nước Mỹ, và mình sẽ phân tích những cái điều mà những cái người Việt Nam mà họ luôn hỏi cái câu hỏi đó, thì mình sẽ giải nghĩa và cho mọi người biết thêm về lý do tại sao mà là những người ở bên đây, Việt kiều mà về Việt Nam là hay bị người khác bảo là ở bên Mỹ khổ nhưng mà khi về Việt Nam lại làm sang. Đó là lý do tại sao. Thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện này với một cái điểm xuất phát, đó là cái người Việt mình bước chân qua đến Mỹ và những ngày đầu đến Mỹ nó cực khổ, cũng như là họ biết được là cái quãng đường sắp đến của họ khá là nhiều cái đồng tiền nó phải xoay chuyển như thế nào đó, và phải kiếm thật nhiều đồng tiền để có thể lo được mọi mặt. Vấn đề ở chỗ là mình có thể lo được cái cuộc sống hiện tại trên một cái đất nước mới này. Thứ hai nữa là có thể có đồng tiền dành dụm gửi về cho gia đình, và sau nữa là họ phải dành dụm như thế nào đó để có thể có được một căn nhà, hoặc là lo cho mình về cái cuộc sống sau này khi mình về già mình sẽ như thế nào. Đó là cái nhận thức và cái hiểu biết của cái người mà họ đã bước chân qua đây, và họ hiểu được là những trách nhiệm mà họ phải gánh trên cái đôi vai của họ, và họ chọn một cái biện pháp đó là tiết kiệm các bạn. Cho nên họ chọn cái biện pháp tiết kiệm để làm gì, để có thể chu toàn tất cả mọi thứ mà họ đã đề ra. Là đối với những người mà họ biết suy nghĩ và họ biết lo cho gia đình nha các bạn. Còn đối với những người mà không biết lo cho gia đình là coi như là qua đây là sống thoải mái lắm, sao làm nhiêu xài nhiêu thôi là chuyện bình thường, nhưng mà chừng nữa về già thì không có chỗ nương tựa là cũng là chuyện bình thường thôi. Đó, đó là lý do tại sao mà mình đã nói là tại sao người Mỹ sống ở bên, người Việt sống ở bên Mỹ lại than khổ nhưng mà khi về Việt Nam lại xài sang xài hoang. Là điều thứ nhất là mình phân tích là tại sao bên Mỹ lại xài khổ như vậy. Đó là những cái yếu tố tạo nên cái suy nghĩ của cái con người sống ở bên Mỹ này. Tiếp đến á, là khi mà về Việt Nam á, mà họ xài hoang á, là lý do tại sao vậy, là họ làm màu hả, hay là lâu lâu về Việt Nam rồi cái muốn tỏ vẻ ta đây là mình giàu, hoặc là về Việt Nam cái đầu mình thấy cái gì cũng rẻ mình mua, hay là lý do như thế nào. Thì mình khi mà mình đứng ở Việt Nam, mình nhìn ở góc độ mình là người Việt, mình nhìn cái người Việt kiều đi ở Việt Nam và mình suy nghĩ theo cái cách đó. Nhưng mà khi hôm nay mình đứng ở góc độ là mình là một người sống ở bên đây và tiếp xúc với những người bên đây, và mình nghe được những cái nỗi lòng của họ trước khi họ về Việt Nam, thì mình hiểu ra và mình đúc kết ra được một cái điều này là họ về Việt Nam không phải là họ làm màu các bạn. Họ đơn giản là vì một điều là khi mà họ sống ở một cái đất nước xa xôi như vậy, họ yêu thương cái người trong gia đình của mình đôi khi xa quá, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị. Và họ muốn dành tất cả những cái gì đó quý báu, những cái gì đó mà họ có thể làm được cho cái người trong gia đình mình. Ví dụ như họ sẽ cố gắng, họ sẽ cài, gần khi mà họ đi về họ sẽ cài 3-4 chớp để họ làm được có đồng tiền nhiều hơn, và họ có thu nhập nhiều để họ kiếm được nhiều tiền hơn để có thể họ mua quà cho người này, mua quà cho người kia. Tại vì á, mình nghĩ là lâu lâu mình mới về mình thăm gia đình, mà mình về mà mình không có quà cáp cho họ thì mình cảm thấy rất là áy náy với lương tâm. Mình nghĩ là trời ơi, họ trông mình về như vậy mà khi mà mình về không lẽ mình không có một bịch kẹo mình cho anh chị em mình hay sao. Đó là cái nỗi lòng của những người mà khi mà họ chuẩn bị về thăm gia đình ở bên Việt Nam đó các bạn. Và hồi trước Tết là mình cũng đã gặp những người đó rồi, và mấy anh chị chuẩn bị về Việt Nam nói bây giờ về Việt Nam mà không mua gì thì nó kỳ lắm em, thôi gán đi mua. Cái đầu các bạn biết không, bữa nay đi làm lãnh tiền lương bao nhiêu là đi ngoài chợ sắm hết bấy nhiêu, xong ngày mai đi ngoài chợ mua được cái gì, cái đầu vô đồ các bạn, vô tụng để gì đó, là coi như là móc hết ruột gan mà mua đem về cho chị em. Rồi xong khi đem về á thì gặp là mừng quá rồi, gặp là bắt đầu phân phát cho mỗi người một món quà, và những cái món quà mà mình đã tính trong đầu mình á là mình về mình sẽ cho người này cho người kia như vậy đó, là mình gặp họ là mình cho họ liền.
đó là theo kiểu là những cái món quà và những cái giống như là cái tấm lòng của họ muốn đem về và họ tặng cho anh chị em mình thôi, chứ không phải là làm màu các bạn. Và khi mà bước chân về Việt Nam á, họ xài tiền á, không phải là họ xài tiền họ làm màu, mà họ nghĩ như vậy nè các bạn, là ví dụ như ba mẹ mình đi, mình đặt một cái điểm điển hình đi, là ba mẹ mình đã sống cực khổ rồi, ba mẹ mình đã có những ngày tháng dành dụm tiết kiệm mà không dám ăn rồi, mà bây giờ á, mình về mình thấy cái món ăn đó, mình muốn mua cái món ăn đó cho ba mẹ mình ăn, ăn để biết với người ta, ăn để biết thưởng thức cái món ngon vật lạ với người ta. Đó là cái cảm nghĩa của cái người mà những người con mà khi đi lấy chồng nước ngoài và khi mà đi về nước thăm ba mẹ mình và muốn ba mẹ mình có được những món ngon vật lạ, đi đến chỗ này chỗ kia chơi đó. Đó không phải là làm màu với người khác, mà chỉ là đơn giản là họ muốn những cái gì họ có thể làm để cho ba mẹ mình hoặc để cho anh chị mình có được cái những ngày phút chốc ở gần mình nó vui vẻ hơn và được hưởng thụ những cái điều mà từ trước đến giờ không bao giờ dám bỏ tiền mua. Đó là cái suy nghĩ của cái người mà khi mà họ về Việt Nam họ chơi, họ họ thăm gia đình. Mình chỉ nói một thành phần, số thành phần giống như mình thôi nha các bạn, mình không có nói về tất cả. Đối với những người mà họ về Việt Nam mà họ không có bà con dòng họ thì chuyện nói chuyện khác rồi. Vậy ví dụ như những người mà lấy chồng xa nhà giống như mình vậy, khi mình về cái mình thấy ba mẹ mình trước giờ tảo tần nuôi mình rồi, chắt chiu từng đồng từng cắc, tuy là mình ở bên Mỹ mình không có giàu, mình không có tiền, mình không có làm ra được nhiều tiền, nhưng mà mình cũng đã cố gắng mình gom góp được một mớ tiền đó, mình đem về mình dẫn ba dẫn mẹ mình đi chơi. Và bảo đảm là người người lớn mà thường họ sẽ tiếc tiền lắm, họ sẽ nói là con ơi tiền làm cực lắm, thôi để dành lên đi, ba mẹ sống vậy là được rồi, ăn vậy là được rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là không được, mình muốn là ba mẹ mình phải phải có được những cái món ăn ngon hơn, được hơn như vậy nữa, tại vì cũng cả đời nuôi mình rồi, dù biết là mình ở bên đây mình không có dư, mình làm cũng cực lắm và đồng tiền mình dành dụm nó cũng rất là khó khăn, 100 đô của mình kiếm được nó cũng rất là nhọc nhằn, giống phải là chỉ là một ngày đi làm việc mà giống như là mấy bác sĩ hay mấy doanh nhân chỉ cần ký một cái chữ ký cái là họ đã có mấy trăm tỷ hay là vài tỷ bạc, là chuyện đó không có. Mình cũng cày mồ hôi nước mắt của mình kiếm từ đồng từ cắt, chứ không phải là sung sướng gì. Nhưng mà cái đó là cái tấm lòng và cái những cái suy nghĩ của những đứa con mà họ về họ muốn được cho ba mẹ mình vui vẻ sung sướng và có thể là hạnh phúc trong cái thời gian ở bên mình, hoặc là những người cô dì chú bác anh chị của mình đó. Mình đôi khi mình đi xa mình nhớ rồi mình về mình muốn là mình mua cái món này mua món kia ăn cho cô cho dì mình biết là ví dụ như ở bên Việt Nam là sẽ ăn nhưng mà không dám ăn cái mấy cái loại mà theo kiểu mắc tiền quá hay gì đó, thì mình có thể là mình mua một con cua king crab hay gì đó mình đãi cho cả nhà ăn. Đó là không phải xài sang để làm màu các bạn, mà đó là cái nỗi lòng mà họ muốn dành tặng những người đó. Mình không kể những cái người mà theo kiểu mà làm sang theo kiểu đi vô quán đồ rồi ăn nhậu rồi bo tiền cho em út đồ, cái chuyện đó là những cái người đó là họ thích ăn chơi là chuyện khác. Mình chỉ nói về cái khía cạnh là những cô gái họ đi lấy chồng nước ngoài và khi họ về họ ăn uống thoải mái và họ đôi khi họ đi chợ họ sẽ lựa cái nào ngon nhất, cái nào mắc nhất họ mua về cho gia đình, không phải là vì họ nhiều tiền các bạn, mà vì họ nghĩ trong đầu là mình muốn mua cái này mình cho ba mẹ mình ăn để ba mẹ mình biết được món ngon vật lạ, hoặc là cho anh chị em trong nhà mình ăn, cô dì chú bác gì đó mình ăn để biết được cái món ngon vật lạ rồi là như thế nào. Đôi khi á giống như mình đây, mình ở bên Mỹ có nhiều món mắc tiền quá mình cũng không dám ăn, vì mình nghĩ ra cái đồng tiền nếu như mình ăn cái món đó mình thay vì mình nhịn mình không ăn thì mình để dành được cái số tiền để mình đem về Việt Nam thì mẹ mình có thể lo được nhiều thứ khác nữa. Đôi khi mình ăn bên đây 100 đô là nó đối với mình là nó là một ngày làm đúng không, thì với ở bên Việt Nam là 100 đô là có thể mẹ mình có thể là mua được hàng về để có thể bán đồ, bổ hàng về để bán đồ đó, giống như mình nghĩ như vậy. Cho nên mình thà bên đây mình tiết kiệm, mình không ăn mình không xài
để mình để dành đồng tiền mình đem về cho gia đình mình. Mà khi mà mình về thăm gia đình mình hay là mình lo được cho ba mẹ mình rồi á, mình cảm thấy nó vui sướng hơn là khi mà mình ăn một mình, ăn sơn hào hải vị mà ăn một mình nó rất buồn các bạn. Cho nên nó hả, ngày hôm nay mình muốn lên đây mình chia sẻ một cái video này, nói về những cái người mà Việt kiều á, mà đi về Việt Nam á, mà bị người ta nói là ở bên Mỹ nghèo thấy mẹ, làm lụng cực thấy mẹ nội luôn, mà về Việt Nam bày đặt làm sang. Thì mình nói lên cái quan điểm đó, có những người họ thật sự về Việt Nam họ làm màu thiệt, những có những người họ như vậy thiệt chứ không phải là không có, nhưng mà không phải ai cũng như vậy các bạn. Và những cái người mà họ chung ở góc độ của mình thì mình bảo đảm là họ sẽ gật gù đồng ý là đúng rồi, không phải là mình về mình sống để mình làm màu. Đôi khi mình làm màu chỉ được bao lâu, một ngày hoặc là một tháng đó thôi, rồi á mình về Mỹ bắt đầu mình cày bừa lại thì ai cực mình cực thôi chứ ai cực. Cho nên hả, nó cái điều đó nó cũng không phải là nhất thiết. Và có những người họ theo kiểu họ thích theo kiểu là họ sống trong cái cuộc sống là ai cũng phải tôn vinh mình là nữ hoàng, hay là mình là một ông vị vua, hay là một vị vĩ đại của Ai Cập, Ai Đắc gì hay gì đó. Thì họ có thể họ về họ làm màu, họ bung ra để cho được nhận được cái sự tôn vinh, giống như là họ muốn nhận được cái sự tôn vinh của những người đó. Nhưng mà đối với Minh nha, và những cô gái mà lấy chồng nước ngoài, Minh nghĩ là những cô gái lấy chồng nước ngoài như Minh đây, thì họ sẽ suy nghĩ theo một cách khác. Họ sẽ suy nghĩ là khi mình về Việt Nam, mình muốn dành tất cả những cái gì tốt đẹp nhất cho ba mẹ mình, chứ không chỉ đơn giản là mình làm màu để cho người khác thấy mình giàu, mình làm màu cho người khác thấy mình sang. Đó là hoàn toàn không hề có. Chỉ là mình muốn đem những cái gì đó mà có thể là mang đến cái niềm vui cho ba mẹ mình, suốt bao nhiêu năm qua đã cực nhọc lo cho bản thân mình. Hoặc là mình muốn được những cái ngày vui vẻ hạnh phúc khi mà mình về thăm ba mẹ mình chỉ là một hoặc hai tháng, đôi khi mình xa gia đình tới 2 hoặc 3 năm mình mới về mình thăm được. Đó là những cái suy nghĩ của mình, mà cũng như là mình cảm thấy cũng rất là nhiều chị em mà đi lấy chồng nước ngoài sẽ bảo đảm sẽ đồng tình với mình, tại vì mình hiểu được những cái nỗi lòng của những cô gái đó. Còn những cái người nào mà họ về làm màu có những cái tư duy như thế nào đó thì mình không biết, nhưng mà nhìn ở góc độ của mình đó, thì mình thấy là như vậy đó. Và ngày hôm nay mình có một ít thông tin chia sẻ đến tất cả mọi người, và mong tất cả mọi người yêu thích video này và thông cảm hơn cho những cô gái là lấy chồng nước ngoài. Đôi khi các bạn thấy được một người họ làm như vậy chứ không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy. Cho nên mọi người hãy suy nghĩ một cách khách quan hơn, và phán xét cái sự việc nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Hãy giống như là hãy xem những cái tình huống đó, xem rồi đặt ở đó thôi, chứ đừng có dùng những tình huống đó và đặt lên tất cả những con người sống ở bên đây và những cô gái họ lấy chồng nước ngoài giống như là bổ đồng tất cả như vậy, thì tội những người đó lắm các bạn. Và ngày hôm nay chỉ một ít thông tin muốn trao đổi với tất cả cô chú anh chị và các bạn. Những người nào đó đã quan tâm Minh và yêu thương Minh trên cái kênh YouTube Kim Minh Washington DC, và mong tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, cũng như là hạnh phúc bên gia đình. Với những cô gái nào đó mà lấy chồng nước ngoài như Minh như vậy á, thì có được một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cũng như là cái cuộc sống tương lai của mình nó sẽ đầy đủ hơn, sớm mua nhà mua cửa và có thể là có nhiều thành tựu hơn nữa trong cái tương lai của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha, và hãy chào đón mình vào những khung giờ quen thuộc nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.